đánh này hơi bị hay luôn nè. Đó chính là thử thách CEO sẽ phải tỏ tên với Ruby. Ơi, thật ra mấy lâu nay anh trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc cả tháng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go video bắt cua cặp đôi xin một bắt đầu. Hey yo, hello, mình xin chào tất cả mọi người, những đã quay trở lại với mình vui quen và chào mừng đến với chương trình đầu tiên của chương trình đầu tiên của. Ok các bạn ạ, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một video mới trên kênh chương trình đầu tiên của mình. Wow, nhưng mà tại sao các bạn thấy cao không? Bởi vì anh em nhìn là rất là đông người luôn anh em. Không hiểu là trong cái team này nó có cái vấn đề gì về nhận thức luôn vậy. Tại sao nó lại nhảy được như thế vậy? Ok đây là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái thử thách vô cùng đặc biệt, vô cùng khó khăn mà vô cùng mới mẻ trên kênh của mình. Đó chính là thử thách hai người bắt cua cùng một nhân vật. Nhưng nó có một cái rất là đặc biệt. Tại sao chỉ có hai người bắt cua một nhân vật mà tôi tập trung thành 6 người là như này đó anh em ơi? Đó chính là ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt cua random cặp đôi nha các bạn ơi. Ok. Và ở đây mình đã có một cái áp để xấu số nè anh em biết không? Đó. Đó được rồi nè. Lu nè, Siro nè, Mai nè, Simi nè, Kado nè, mày bé nè. Thì bây giờ nó có màu khác thì cho màu cam. Lấy lại cái màu cam đi. Ok, và ở đây mình đã có tải một con map bắt cua anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ random thử coi ai sẽ là người đầu tiên ở trong cái room này. Đây, người đầu tiên Thu. Mai Đen. Simi, người đầu tiên là Simi anh em ạ. Mọi người thứ hai. Ai xanh lá là Siro. Wow. Chỉ chuột cho chữ này, chuột phải. Ok. Chuột phải. Ok. Đó là. Oh my god. Dễ mà, khi mặc được mà. Ờ, cái này khó lắm, hai người chơi nó khó lắm em ơi. Xem. Oh my god. Đừng qua chị ơi. Đừng qua chị ơi. Oh. Hai đứa mình đang nghĩ quá. Yeah. Oh my god. Oh my god, hai đứa mình đang nghĩ quá. Oh my god. Oh my god. Ê chưa, trời ơi, qua nghĩ anh em ơi. Trời sao vậy? Bé đã đặt hướng tôi em ạ. Bé đang chơi chiêu với anh. Bây giờ là 4 người đưa ra một hình phạt. 4 người đưa ra một hình phạt cho tôi và Sim nha. Sim ơi, hôn em đi. Không, cho anh là Sim. Anh nói chỉ là hôn em đi chứ. Cái gì? Mày nói gì? Đâu chứ là mày không đi đâu. Oh my god. Thử thách cho hai người làm. Tập nhau. Đúng rồi. Xin lỗi em, nhưng mà anh bắt buộc phải làm điều này. Đập đập tim mất gì xin lỗi cái. Trời ơi trời. Ok, bây giờ lượt của mình với Sim xong rồi. Bây giờ quay chúng mình với Sim thì bọn mình sẽ bỏ qua nha các bạn ơi. Bây giờ sẽ làm cặp tiếp theo là ai đây? Bây giờ ông nhảy đó.
mà. Nó cho em nhảy mà đúng nè. Bé ơi, cái này là tại em. Cái gì vậy ba? Không. Cái gì? Ồ ồ hay 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 hay. Ồ tôi chưa. Tôi chưa. Trời ơi, trời điều khiển trộn không biết, không biết điều khiển nè. Ai bé không chung với anh á. Dạ bé mà. Ai không chung với em cái đây, khỏi lần mà. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ thử thách là gì? Hai đâu, đánh đi. Ủa là một cái là đập ba người luôn hả? Không, tôi thích đập cái này á. Trời ơi, trời. Bé đây tôi. Ông đưa đây, đưa cái đầu vô cho anh nè. Coi đầu nè, anh em coi đầu thấy ngựa không? Trời ơi, trời, tóc vàng tóc đỏ ra thật sự nè. Một coi anh em ơi. Bốn cái Go! Đánh mạnh rồi! Oh my god!
tôi anh em ơi, không có tim, không có tim bồ với anh em ơi. Dạ, đây. Oh my god. Anh muốn đấm cho tay em. Thôi đứng ở đây. Go ra go rồi. Yay. Nè, sim mà này thì sim là sim bồ gì nè. Đứng đây. Nãy đấm tôi nãy giờ hơi bị đau rồi anh em ơi. Ờ, không có đàn ông đàn ngang gì đó giờ này chơi. Mình là đàn ông đó mày. À. Lớn tiếng như nào vẫn sim bồ ấy anh em ơi. Oh my god. Người đàn ông mạnh mẽ nhất tặng bây giờ. Oh my god. Rồi trời ơi là trời. Ok, chúng ta sẽ đến với cặp tiếp theo nha các bạn ơi. Oh. Màu xanh là Simmy. Yeah, Simmy. Rồi ba người đàn ông còn lại ai sẽ là người bắt cua cùng với Simmy đây? Cái đơn. Mẹ béo. Nè Simmy, mẹ béo rồi. Cô lắm rồi thế được rồi. Bây giờ mẹ bé với mẹ Simmy rồi khó được hết nha. Bây giờ mình là gan lắm liên quan tới kiến thức nè. Oh, trang ơi. Mà rất liên quan tới kiến thức anh em ạ. À. Ok đây. Lại tiếp tục câu chuyện ngay những kiến thức phần vui. Bây giờ có một cái thử thách đó chính là thử thách cho mẹ Simmy và mẹ béo đọc 5 điều với hồi dậy. Được, cái này được. Tại này không cắt nha, cho đọc liên tục nha, không cắt nha, ok. Cái này dễ được không cơ. Thầy cứ đọc đi. Một đây. Rồi, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Rồi, hai. Hai cái gì? Ừ. Ba, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Ok, bố. Bố là giữ vệ sinh thật tốt. Thế chương trình nha, nhưng mà vẫn chăm chú được anh em ạ. Rồi, số 5. Năm này, số tất cả cùng đọc xem ai cũng được. 3, 2, 3, kim tốn thật thà dũng cảm. Rồi chơi thôi. Ok. Ok đi. Lắc chuột cho cái tình anh em xíu nha coi. Rồi. Hai, rồi để hắn được thôi. Ok. Đó. Rồi. Nói chung chậm chuột sẽ dễ hơn cả mày tí. Mình nhảy từ từ chậm rãi thôi. Đúng rồi, té một cái là cay hết cháy được anh em. Ngược đâu, dưới ngược trời. Ca nhảy ra có kiến thức. Kỹ năng nè. Ơ, tính ra là hồi xưa là ca Hero từng chơi trò này rồi. Có kinh nghiệm rồi. Hồi xưa là chơi rồi. Người ta từng chơi kinh nghiệm. Ai đâu như Mai chơi Mai rất lâu rồi chưa thử. Trời ơi. Trời, tôi chơi từ 1 năm trước rồi ba. Trời ơi, tôi chơi trước rồi. Tao bóng đủ gì chưa chơi á. Trời ơi. Ôi, cái này cắn nè. Cái này cắn nè. Đẹo cánh vô anh ơi. Mai vô dòng. Ê! Phải. Ui! Lâu! Chụp phải tiếp. Yeah! Ôi. Hai cây ơi! Trời ơi! Nó đẳng thấp! Hai cây ơi! Mai ai được ơi! Ui! Lúc nào hướng lên trên kia đừng hướng xuống thấp! Với we have brotherhood, ok? Yeah. Nếu mà em thì sẽ có một cách khá là vui lợi. Nhưng mà sẽ có một cách là ôm nhau trong một phút. Thôi, show me quá nè. Show me quá nè. Show me quá nè. Hold on.
Ok, và chúng ta đã xong được round 2 các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ 3 nha các bạn. Để coi những cặp đôi vòng thứ 3 là ai nha. Round 3, Simba, 3, 1, action. Ok, quay tiếp nào, để coi nào. Rồi tiếp theo, Mai cái cài đây, Mai cái cài. Ôi, hình như Mai thiệt. Adobe, ủa gì vậy? Ok, Adobe đầu tiên nha anh em. Rồi, để coi Adobe với ai nào. Chị Mai, Tài tới luôn, Trời ơi. Không cao. Mình bạn là hung xin cho mọi người. Vô. Đúng. Đó là ta chơi, ta phải chơi vậy đó. Đơn giản mà mọi người. Ui ghê vậy. Ui.
chọn gì nữa, team biết rồi. Ôi. Quay lại rồi. Quá đây ơi. Qua 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 ơi 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 anh em ơi ơi trời vội vàng quá. Cho anh em ra thử thách đi, hai tụi tôi là sức khỏe có đó, thể lực có đó, nói chung làm gì cũng được hết á. Ê tụi lao trời có mà sức khỏe có nhưng mà đừng tạ đừng cho nâng nữa, trời là trời cực lắm. Ok các bạn ơi, thì bây giờ là rô mẹ là mẹ của em sẽ ra thử thách, đó chính là thử thách xoay vòng tròn đứng tận trời. Trời ơi, thật gì ác chứ trời, thề luôn, cái này là chơi hơi bị xỉn luôn á. Từ từ, mày ghế ra đây, ra đây, ra đây xoay nè mày ơi. Ông làm trước đây. Ông làm trước hả? Bây giờ xoay ra. Cái này hả? Ở như bữa á, kiểu gì nè, là 10 lần. Ok, chuẩn bị nè, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Wait, 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 sao mày gặp lần đâu mà đâu mình quay quay. Trời ơi, trời. Có chứ 10 cái đâu mà sức khỏe kỳ em. Mày ơi, trời ơi. Trời ơi, tập mày thái đâu kỳ quá, tình hình yếu quá. Xin mời em đi. Ok mọi người, bây giờ tụi mình sẽ tới lượt tiếp theo nha em ơi. Ok, let's go. Rồi đúng không? Rồi. Mình sẽ bắt theo cặp mà các bạn thích và các bạn đóng lên xem những cái cặp sắp tới đây mà mình bắt sẽ là ai thì các bạn hãy comment phía bên dưới nha. Cai Sim, Cai Mai hay là Rô Mai hay là Rô Ru, anh em hãy để lại phía bên dưới các bạn ơi. Rồi cặp tôi đầu tiên Sim Cai. Yeah. 3, 2, 1 Cai Đông điều khiển Cai Đông điều khiển phía đỉnh đây, đỉnh nha, đỉnh nha. Mình đã gọi là thân hóa à, là...
mình đã gọi là lay cho Sim được cái câu nói này của mình rồi. Rồi nó cay á. Sim ơi, Sim biết không, cay rất là thích những cái cơn mưa rào, bởi vì người mà cay yêu thương tên là Trúc Đào. Quá đỉnh rồi em ơi, siêu đỉnh rồi em ơi. Anh em cho cái đơn 10 điểm đi, mình lộn đi nha. Oh my god. Ok, cặp đôi tiếp theo là cặp đôi Brotherhood ở trong tim một mình, đó chính là Mai Đen và Mèo Béo. Cú đầu Brotherhood là cặp đôi. Ok, ok, ok. Và anh em đoán được cặp đôi cuối cùng ai đúng không? Và anh em muốn mong mình làm gì? Thôi thôi thôi, chưa hết, chưa hết. Chưa hết, chưa hết. Chưa hết, chưa hết. Chưa hết, chưa hết. Và anh em muốn tụi tôi thử thách cái gì ở màn cuối cùng, anh em đừng quên để lại bên dưới nha. Còn bây giờ sẽ là màn thử thách của Mèo Béo và Mai Đen. Rồi, đẩy Mai. Hay đây đi, không được lắc chuột. Ơ đừng lắc, mày lắc. Đây nè. Trời, cái này là tại ông á. Cái này là biết sao không, cái bàn phím. Cái này là tại ông á. Lấy cái bàn phím. Cái này là tại ông. Lại. Ơi cho lại lần nữa, cho lại. Lại cho con, cho ba mẹ và tôi hai mẹ vậy. Ok. Rồi, hai. Đó biết mà. Mày ủa sao máy nó lắc kỳ ta, hồi nãy thấy không, nó liệt á. Ok, sớm với ta lắc á. Rồi, béo cầm mấy độ? Nặng á, cũng tầm 8 độ á. Ba cầm mấy độ? Có tôi đỡ hơn bé, tại vì nhỏ tôi cũng ít đọc chuyện lắm rồi, cho nên tôi cầm 6 độ anh em. Ok, bây giờ thử thách của chúng ta đó chính là hai phát kiến hai người này ra và đón chữ số mà cái thành viên trong đây đưa lên. Trời ơi, trời ơi, em mò đúng không nội? Rồi, tôi chỉ cần đá ra đây không thấy luôn á. Kính ra đây, đó kính ra đây, đó. Ok. Ok, bây giờ test chứ nha. Ê, trong mặt tôi không có kính. Không đeo kính lên cành nữa à. Số 3. Nó không kêu nhìn được, số 3. À, không thấy đâu. Đứng lên ra đây, đứng lên ra đây. Ok, cam rồi. Sao đây? Không thấy. Rồi, ok. Rồi. Mà kính ra. Số 2. Số 3 là 2. Số 2 mà. Số 2 sao á? Chị cô đưa vậy nè. Ai, tôi 3 đường. Điều với 3, tôi cần 8 độ như là 2 người. Rồi, số 7. Ôi, sao cần 8 độ cho nó, 8 độ vậy? Rồi, ok. Số 7. Số 7. Số 7. Số 5. Tiếp nào. Sao mày? Tưởng có tay bên này là như này này, có cái này không? Đó. Rồi cuối cùng 3, 2, 1. Vô. 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 Sao lắc quá vậy? Vô lắc mà. Sao lắc quá vậy? Ờ lắc lắc. Từ từ đi nha. Bên kia. Trên này. Ôi lắc rồi. Ờ nó lắc rồi, nãy tôi mới lắc mà. Lắc phải chứ. Nó lắc rồi. Ồ. Hay quá. Ôi. Ôi. Rồi xong, bước cầu. Cầu một mạng. Rồi xong, hiểu luôn, rồi chơi luôn, không đợi gì nữa. Ô, cái mạng coi. Ok, thử thách gì? Chị gây ai? Chị gây nữa. Tụi tôi ba mày rồi. Ba mày mà. Trai với Sim đưa ra thử thách đi. Ê, tôi có cái thử thách này hơi bị hay luôn nè. Vậy? Đó chính là thử thách CEO sẽ phải tỏ tên chứ. Ruby. Hay. Em thì tôi ác quá rồi mọi người. Sao lúc nào không phải tỏ tên chứ. Ok, cái này chỉ là thử thách thôi nha các bạn ơi. Ôi, bây giờ mọi người đang trong nhà nữa rồi. Mình chơi 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 nha. Ok, thôi đứng đây đừng quầy quầy là còn hơn mà. Ok. Chân thành nữa nha. Không có giả, giả nào. Ôi, bắt đi, đứng lại đi. Ở tầm gì mà tự nhiên như bắt để gọi gì vậy? Cô ơi. Ok, bấy lâu nay anh đã... Hết em. Ờ, gì không nói. Tại tỏ tình mà. Ủa đây hồi thiện thư hát mà. Ừ. Thì tôi thích Gui, tôi vô tôi nói thôi. Lên. Nói gì đó. Video này như thế nào em đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nha. Và nếu anh em nào muốn mình làm cái gì khác như thế này nữa
với những con người này thì đừng quên để lại bình luận bên dưới và comment cái tờ thử thách các bạn muốn mình làm nha. Còn bây giờ thì mọi người em bảo này, đừng comment, đừng xem mà phải unsubscribe đi. Ngày nào cũng quay 1 tiếng, 2 tiếng la hét tôi đau đớn mọi người nha. Hủy ra bớt nha. Mọi người tha hơn, đừng subscribe nha. Vui mà đã biết.